Hello, xin chào tất cả các bạn mà đào tiền ảo về sàn Remitano nha. Hôm nay Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn là để lập cái ví của sàn Remitano nha các bạn. Đó thì các bạn chuyển qua phiên bản mới á, làm lập cái ví bên phiên bản mới của sàn Remitano nha. Đó, thì các bạn nào chưa chuyển thì cứ chuyển qua thì nó sẽ có hình giao diện như thế này nha. Thì các bạn cũng đã biết rồi đúng không các bạn? Thì các bạn hãy kích vào cái chỗ chữ khám phá, nó nằm bên góc phải màn hình bên dưới cùng khi các bạn vào cái sàn nha các bạn. Chứ nhiều bạn cứ nghĩ là khi kích vào ví là nó nằm là có ví, nhưng thực ra ví nó nằm riêng nha các bạn. Nó cũng giống như sàn B-Network vậy. Thì các bạn kích vào đó rồi nó sẽ ra cái chữ diễn đàn nha các bạn. Thì các bạn kích vào cái chữ diễn đàn đó, diễn đàn cho Thành, thì nó ra một cái diễn đàn là các bạn bấm cái chữ tất cả bên trên như hình mũi tên của Thành chỉ nha các bạn. Sau khi các bạn bấm chữ tất cả, nó sẽ ra một cái danh mục cho các bạn chọn đúng không? Các bạn lướt xuống cái chỗ thông báo, các bạn kích vào đó cho Thành nha. Đó, lướt xuống, bấm vào chỗ tất cả rồi xong lướt xuống chỗ thông báo, bấm vào cho Thành thì nó sẽ ra hình giao diện như thế này. Thì các bạn cứ lướt 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 xuống, các bạn cứ xem hết đi, cứ lướt thoải mái xuống tới cái phần Setakin Red Renet trên Vitex thì các bạn kích vào đó cho Thành nha. Là nó sẽ chuyển đến một cái giao diện như thế này. Rồi Thành sẽ hướng dẫn các bạn làm nha. Sau khi kích vào đó, các bạn lướt xuống dưới thì thấy cái chữ https://wallet không? Các bạn kích vào đó cho Thành nha. Rồi nó sẽ ra hình là tạo ví hoặc là mở bằng cùng mật khẩu. Thì các bạn chưa có cùng mật khẩu để mở ví thì các bạn hãy tạo ví. Bấm bên trái theo mũi tên của Thành chỉ nha. Rồi làm theo bước của Thành hướng dẫn nha. Sau khi các bạn kích bên trái rồi á, thì nó sẽ ra hình giao diện thế này. Cái này các bạn nhớ lưu ý hay cho thật kỹ nha. Các bạn hãy nó hiện ra một cái cụm mật khẩu, các bạn hãy sao chép cụm mật khẩu đó rồi dán ở đâu đó nha, các bạn bấm nút home để thoát ra đó. Rồi các bạn kích cái ô tích ở bên dưới cho lên màu tím cho Thành nha. Thấy chưa? Rồi Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thật là kỹ nha, nhớ là thật kỹ chứ không đừng có để mất cụm mật khẩu đó nha các bạn. Sau khi đã sao chép xong rồi, các bạn kích cái ô màu tím ở bên dưới đúng không, là nó có chữ download kìa, các bạn thấy không? Download backup Mali gì đó, cái đó phần đó bắt buộc nha, các bạn download về cho Thành nha. Download về máy thì nó chạy một lát. Rồi xong là download xong rồi các bạn bấm continue thôi. Là các bạn đã hoàn thành là cái bước là cầm mật khẩu rồi nha các bạn. Đó là nó y như của Binance, cầm mật khẩu của mình vậy á, trên ví vậy á nha các bạn. Rồi phần địa chỉ ví đồ có đầy đủ nha các bạn. Sau khi các bạn kích continue rồi đúng không? Là nó sẽ ra hình như thế này, các bạn chỉ dán cái cầm mật khẩu mà các bạn vừa sao chép hồi nãy đúng không? Dán vào đó cho Thành nha. Rồi các bạn bấm chữ Verify là xong nha các bạn. Sau khi bấm Verify á, tới cái phần này cũng quan trọng nè, là phần điền mật khẩu. Có nghĩa là mật khẩu này giống như mật khẩu mình vào cái điện thoại mình, chỉ có mật khẩu mình mới vào được điện thoại nha các bạn. Thì cái mật khẩu này để vào cái ví của mình nha. Đó thì các bạn muốn bấm sao bấm. Các bạn viết hoa chữ cái đầu là được, rồi có số vô thì các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. Đó. Rồi bấm chữ cách bên dưới là xong nha các bạn. Sau khi các bạn bấm cách wallet bên dưới xong á thì là nó sẽ hoàn thành nha các bạn, là sẽ ra cái ví này. Nhưng mà nhớ cái mật khẩu đó là cái mật khẩu để vào ví, các bạn nhớ trong đầu nha các bạn. Đó, cái phần đó các bạn ghi ra giấy rồi để nhớ, giống như mật khẩu để mình vào điện thoại thôi. Thì đây nè, nó ra có một nút send là gửi và nút request là nhận nha các bạn. Thì ban đầu thì chúng ta chưa có cái bi dễ đâu, trong này chưa có trao đổi bi thật được đâu, chỉ có bị ảo giống như cái ví của Binance thôi nha các bạn. Thì các bạn Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận cái số bị ảo về để các bạn test thử nha, bị test á nha các bạn. Bạn muốn biết cái địa chỉ ví mình nằm đâu không, bấm ở bên chữ chỗ chữ nhận của Thành ghi chữ nhận ra chữ Ricky đó, thì nó ra địa chỉ ví của mình, thì mình copy lại thì mình đưa địa chỉ này thì mình mới nhận được bi giống như cái ví của sàn Binance thôi các bạn đó. Thì mình cũng copy lại, mình đưa cái địa chỉ ví cho người ta chuyển bi cho mình. Đó là hình thức nó như vậy thôi. Bây giờ Thành sẽ hướng dẫn cho các bạn nhận bi test nè. Đó, các bạn kích vào ngay chỗ cái mũi tên màu đen, ngay chỗ mũi tên màu xanh Thành chỉ lên thấy không? Kích vào đó cho Thành nha. Đó là ra chữ rip quay gì em đi bóp đây nè. Hình mũi tên Thành chỉ màu xanh. Các bạn kích vào đó. Khoảng 30 giây sau các bạn sẽ nhận được 20 bi. Rồi cứ 30 giây sau các bạn làm ơi như vậy là sẽ được nhận 20 bi. Đó, các bạn cứ kích vào. Cứ 30 giây hay một phút sau để các bạn kích vào ngay chỗ đó, các bạn sẽ nhận được 20 bi test nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã rành rõ hết rồi đúng không, thì các bạn không biết là khi chúng ta vào lại ngay trong cái ví bi là nó nằm ở đâu,
đó, và làm sao mà nó có được trên màn hình như Thành của đây, Redmi Wallet đây. Thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn của Thành xem thật kỹ nha. Thì các bạn sẽ vào lại như ban đầu là lúc tạo ví bi nha các bạn. Đó thì nó bắt chúng ta là nhập cộng mật khẩu mà chúng ta đỡ vào ví á, là không phải cộng mật khẩu mà 24 từ chữ cái đâu, mà cái mật khẩu là của mình tạo, tự tạo ra, mình ghi ABC gì đó thì mình nhập vào đó, mình mới kích vô cái ô vuông đó, rồi mình mới bấm vào cái chữ bên dưới mình mới vào được là cái ví của mình đó, là giống như cái mật khẩu mình vào cái điện thoại như nãy Thành nói đó, là cái mật khẩu đó nha các bạn. Thì các bạn đó là thứ nhất là các bạn vào thẳng ở trên FB đó. Còn các bạn muốn á mà nó ra ngoài màn hình để sau này mình thao tác cho dễ, mình chỉ cần vào cái ví bi là nhập mật khẩu là đã vào thẳng cái ví bi, thì các bạn hãy làm theo hướng dẫn của Thành nha. Sau khi các bạn vào lại cái những cái bước mà ban đầu mà nãy Thành chỉ đó lập ví đúng không, các bạn vào y như hồi nãy lại, thì vào cái mục này thì nó sẽ hiện là bắt nhập mật khẩu đó, thì tại nãy mình tạo xong rồi mà, rồi các bạn bấm vào chữ M cho Thành nha đó. Sau khi vào chữ M thì nó có chữ thêm trang rồi các bạn vào thêm vào cái màn hình chờ nha các bạn. Đó đó, vào màn hình chờ các bạn thêm thôi là nó sẽ ra vào màn hình chính của điện thoại của chính chúng ta nha các bạn, đó là để chúng ta thao tác rất là dễ dàng đó. Sau khi thêm vào màn hình chờ nó sẽ có vào màn hình, các bạn kích vào nó hiện ra như thế này đó, rồi nó sẽ lo một lát rồi nó đưa ra cái hình như thế này, để các bạn nhập mật khẩu ABCD gì đó, các bạn tích vào xanh rồi kích vào umlaut đó cho Thành, rồi xong nó vào FB thôi. Thì các bạn muốn gửi và nhận nha. Giờ mình muốn gửi bi test của mình đúng không, bấm vào chữ gửi đó, rồi xong rồi các bạn nhập cái địa chỉ ví của người ta gửi ở trên đó, rồi các bạn nhập cái số lượng bi ở bên dưới đó nha các bạn, rồi các bạn hãy bấm gửi y như cái gửi cách gửi địa chỉ ví của bi network vậy á, nó không khác gì á. Thì cái này các bạn cũng đã biết rồi đúng không, rất là đơn giản đó. Quan trọng là làm sao mà cái ví bi nó nằm được ở trên cái điện thoại của chúng ta để vào để thao tác cho dễ dàng nha các bạn. Rồi nhiều bạn khi đã vào được FB rồi không biết cái địa chỉ ví mình nào đâu, nằm ở bên chỗ chữ nhận, chữ retrieve hoặc là chữ copy hay chỗ chữ resolve ở trên nha các bạn. Các bạn copy lại là cái địa chỉ ví mình, địa chỉ ví thật ra là không cần cất giữ đâu, nó nằm ở trên đây luôn, các bạn chỉ cần vào được FB là thấy được cái địa chỉ ví liền đó, rất là đơn giản, nó đơn giản hơn là bi network nha các bạn đó. Mình cũng không không cần thiết là phải sao chép mình dán cái địa chỉ ví đó mình cất đâu, mà muốn dán cất cũng được. Mà còn cái cộng mật khẩu 24 chữ cái gì đó thì các bạn hãy lưu cho thật kỹ, sau này nó có tác dụng nha các bạn. Thì hiện tại thì nó chỉ là vào thẳng bằng cộng mật khẩu thôi của mình tạo thôi. Các bạn thấy chia sẻ của Thành hay á thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha.